Mi ơi, mi ru em ngủ đi con. Em muốn ngáp hả con? Con ru em ngủ đi. Em muốn rồi khóc. Ru em à ơi đi. Em muốn nhìn miêu đi bà. Em muốn nhìn miêu đi mà. Em muốn nhìn miêu. Miêu xinh à? Thế em muốn quế. Thế con ru em ngủ đi. Con ru à ơi đi. Miu à ơi em đi cho em ngủ nào. Con ru em như thế nào cho mẹ cầm cho. Em ơi đừng khóc nữa chị yêu. Ừ nhưng mà ru như chị thương à. Ru như thế nào nhỉ? Hà ơi. Ơi con mà chị ăn em. Gì nữa? Con còn mày đi ăn đi. Con hát bé ơi ngủ ngon đi. Bé ơi ngủ ngon đi mà. Em muốn lắm. Em muốn khóc nhè. Em muốn khóc nhè à? Còn một ít sữa này. Hà chú đấy. Con ơi, này cho em uống sữa đi. Con bảo xin mời. Xin mời. Em ăn đi. Em ăn đi. Đâu con cho em ăn đi. Để thế nào. 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 Ngoan khua đi. Ngoan chị thương nào. Rồi quá. Ôi giời, để mẹ cứu con. Con bảo em muốn cố lên đi. Em muốn cố lên. Em muốn cố lên. Đây mẹ giữ cho. Mẹ giữ cho Miu ạ. Miu bỏ tay ra đi. Miu cổ vũ em uống sữa nào. Em muốn cố lên mà chị yêu. Chị khoan. Chị Miu cười mẹ xem nào. Chị Miu vừa đi đâu về đấy? Khóc nè. Hôm nay con hát bài gì ở lớp? Con nói nào? Ôi giời. Mẹ ơi, con Miu. Tắt đi, tắt đi, mới tắt đi. Mới tắt chưa?